Chào quý vị và các bạn. Trong chương trình Văn học và những cảm nhận hôm nay, mời quý vị và các bạn đến với chuyên đề Truyện hiện thực phê phán giai đoạn 1930-1945. Có thể thấy bối cảnh văn học Việt Nam những năm 1930-1945 có sự phân hóa khá sâu sắc và phức tạp, dựa trên cơ sở những quan niệm nghệ thuật đối lập nhau, định hình nên hai dòng văn học hiện thực và văn học lãng mạn. Ở dòng văn học hiện thực, hay còn gọi là văn học hiện thực phê phán, nổi lên các tác giả và các tác phẩm tiêu biểu như sau. Đó là nhà văn Nguyễn Công Hoan với tác phẩm Kép Tư Bền, Bước Đường Cùng. Ngô Tất Tố với tiểu thuyết Tắt Đèn, Phóng Sự Việc Làng. Vũ Trọng Phụng với các tác phẩm Dông Tố, Số Đỏ, Vỡ Đê. Và đặc biệt là nhà văn Nam Cao với truyện ngắn Chí Phèo, Đời Thừa. Trong khuôn khổ thời lượng chương trình hôm nay, xin chỉ được đề cập đến trang viết của hai nhà văn Nam Cao và Vũ Trọng Phụng. Tiên là trang viết của nhà văn Nam Cao. Có thể thấy trong số các nhà văn hiện thực, Nam Cao là cây bút có ý thức sâu sắc nhất về quan điểm nghệ thuật của mình. Ở truyện ngắn Trăng Sáng, nhà văn Nam Cao từng viết: "Châu ơi, nghệ thuật không cần phải là ánh trăng lừa dối, không nên là ánh trăng lừa dối. Nghệ thuật có thể chỉ là tiếng đau khổ kia thoát ra từ những kiếp lầm than." Như vậy có thể thấy, với vấn đề mà Nam Cao đặt ra ở tác phẩm Trăng Sáng, nhà văn đã phê phán một cách triệt để và toàn diện thứ văn chương thoát ly, xa rời thực tế cuộc sống, yêu cầu nghệ thuật chân chính phải trở về với đời sống, văn học phải phản ánh trung thành hiện thực, phải nhìn thẳng vào sự thật như nó đang tồn tại ở ngoài đời, phải nói lên được nỗi thống khổ của người dân lao động lầm than. Nhìn chung, ở trang viết của nhà văn Nam Cao có các điểm đáng ghi nhận như sau. Thứ nhất, đó là phân tích giải thích hiện thực bằng cách lý giải hành động nhân vật trên phương diện tâm lý. Đối với Nam Cao, cái quan trọng hơn cả trong nhiệm vụ phản ánh chân thật cuộc sống là cái chân thật của tư tưởng, của nội tâm nhân vật. Sự kiện của hiện thực được chú trọng không chỉ trên bình diện phản ánh, mà còn trên bình diện tác động của nó đến nhân cách của con người. Tiếp theo đó, nhân vật trên trang viết của Nam Cao luôn đứng ở ranh giới giữa thiện và ác, luôn đặt trong sự giằng xé giữa cái bên trong bản thân và hoàn cảnh bên ngoài,
luôn ở trạng thái hối hận, nuối tiếc, cô đơn. Nhà văn vẫn thường khai thác vấn đề của cuộc sống không chỉ ở chiều rộng mà còn ở chiều sâu. Thoát ra khỏi cách nói chút ít về tất cả để tập trung bút lực vào việc miêu tả nội tâm của nhân vật. Mở rộng việc phản ánh hiện thực bằng những cách khai thác sâu sắc thế giới tâm hồn của con người. Có thể thấy, cái gốc nền tảng vững chắc ở chủ nghĩa hiện thực của nhà văn Nam Cao chính là chủ nghĩa nhân đạo. Trên mỗi trang văn của Nam Cao thường bộc lộ tấm lòng của một con người thương đời, hiểu đời. Ông đồng tình với khát vọng sống lương thiện và khát vọng phát huy đến tận cùng khả năng của con người. Để rồi, chính từ tư tưởng nhân đạo mới mẻ, phong phú và sâu sắc đó, cho thấy nhà văn không dừng lại ở việc phê phán, tố cáo các thế lực chà đạp lên quyền sống của con người, mà còn đòi hỏi xã hội cần tạo điều kiện để con người được sống một cuộc sống thực sự có ý nghĩa. Về trang viết của Nam Cao, chúng ta sẽ cùng đi vào hai tác phẩm. Đầu tiên đó chính là truyện ngắn Chí Phèo. Có thể thấy, Nam Cao là nhà văn của những người nông dân nghèo khổ và bất hạnh. Nhà văn của những người khốn khổ, tủi nhục nhất trong xã hội thực dân phong kiến. Về truyện ngắn Chí Phèo, toàn bộ thiên truyện xoay quanh hai trục chính. Ở trục quan hệ thứ nhất, đó là quan hệ giữa Chí Phèo với Bá Kiến. Có thể thấy gắn liền với quá trình hủy diệt ở Chí. Từ một anh canh điền hiền lành lương thiện, có lòng tự trọng, với một khao khát ước mơ hết sức bình dị và chính đáng. Chồng cày thuê cút mướn, vợ dệt vải, chúng lại bỏ con lợn nuôi làm vốn liếng, dư giả lại mua dăm ba sào ruộng. Niềm khao khát đi tìm hạnh phúc từ cuộc sống cần lao. Để rồi vì thói hờn ghen, Bá Kiến đã đẩy Chí vào tù với một lý do không rõ ràng. Ra tù với sự biến đổi hoàn toàn về nhân hình và nhân tính. Có thể thấy nhà tù thực dân đã tiếp tay cùng lão cường hào ác bá để hủy diệt phần người, phần lương thiện ở Chí. Để rồi khi về đến làng Vũ Đại, chính Bá Kiến một lần nữa lại biến Chí từ một kẻ lưu manh côn đồ trở thành con quỷ dữ ở làng Vũ Đại. Bỏ tù ông. Ông nào mà cha thế nào làm cho đời ông khổ thế này. Chí Phèo này đến đòi nợ cũ đây. Mày phải biết điều chứ. Ai có tiền mà cho mày mãi được. Mày phải tu trí chứ. Đây, tôi không cần tiền. Thế mày cần gì? Tôi muốn là người lương thiện. Lương thiện? Tưởng gì chứ mày sống lương thiện cho mọi người được nhờ. Thôi, cầm thêm đồng nữa mà đi uống rượu. Những ai cho tao là người lương thiện? Lương thiện! Ở trục quan hệ thứ hai, đó là quan hệ giữa Chí Phèo và Thị Trở. Mối quan hệ này gắn liền với quá trình thức tỉnh ở Chí.
Có thể thấy chính tình thương, lòng tốt, sự quan tâm, lo lắng thực tâm đã đánh thức khơi dậy phần người ở Chí. Bát cháo hành, hương cháo hành hay chính là hương vị của tình người đã khiến cho khát vọng được làm người lương thiện ở Chí bùng lên một cách mãnh liệt, khiến Chí tin Thị Nở sẽ mở đường cho hắn. Để rồi từ niềm tin đối với Thị Nở, Chí tin mọi người sẽ mở rộng đón hắn trở lại với ngưỡng cửa của xã hội loài người. Song thành kiến, định kiến của làng Vũ Đại được phát biểu qua lời của bà cô Thị Nở đã ngăn cản bước đường quay trở lại với kiếp người lương thiện của Chí. Để rồi đối mặt với Bá Kiến, ba lần Chí Phèo nhắc đến từ lương thiện thể hiện bi kịch lên đến tột cùng ở Chí. Có thể thấy đó chính là bi kịch bị từ chối quyền làm người. Ngay từ khi sinh ra trên cõi đời, Chí bị bỏ rơi nơi lò gạch cũ. Tiếp theo đó, khao khát được làm một con người lương thiện, tìm hạnh phúc từ cuộc sống cần lao, lại bị Bá Kiến nhẫn tâm đẩy vào trong nhà tù thực dân. Ra tù trở thành một lưu manh côn đồ, lại bị Bá Kiến biến thành con quỷ dữ của làng Vũ Đại. Nhận được tình thương của Thị Nở, ngỡ như Chí sẽ trở lại với kiếp người. Một lần nữa định kiến xã hội dồn đẩy Chí vào bước đường cùng. Thế nhưng trên trang viết của mình, tận trong đáy sâu tâm hồn đen tối của một kẻ đã bị cuộc đời tàn phá, hủy hoại từ nhân hình đến nhân tính, nhà văn Nam Cao vẫn nhìn thấy những rung động thực sự của tình yêu, của niềm khát khao muốn trở lại với kiếp người lương thiện. Từ đó có thể đúc kết, viết về những con người dưới đáy xã hội, Nam Cao đã bộc lộ sự cảm thông lạ lùng của một trái tim nhân đạo lớn. Về truyện ngắn Đời Thừa, có thể thấy Nam Cao là nhà văn của những người tri thức nghèo, của những kiếp sống mòn có hoài bão, tâm huyết, tài năng, muốn vươn lên cao nhưng lại bị gánh nặng cơm áo gạo tiền ghì sát đất. Ở truyện ngắn Đời Thừa, nhà văn Nam Cao không tập trung ngòi bút của mình vào việc miêu tả nỗi khổ của gánh nặng cơm áo gạo tiền, mà tác giả tập trung thể hiện phản ứng tâm lý của con người trước gánh nặng áo cơm làm mai một tài năng và xói mòn đi về nhân cách. Có thể thấy xây dựng nhân vật Hộ trên trang viết của mình, ngòi bút Nam Cao xoáy vào các tấn bi kịch sau. Thứ nhất, đó là bi kịch vỡ mộng. Bi kịch của một nhà văn có tâm huyết, tài năng, ao ước viết được những tác phẩm văn chương chân chính, song cuối cùng lại không thể viết một cách thận trọng, đi ngược với những điều mà bản thân từng đề ra, những thứ mà bản thân Hộ từng tôn thờ, từng xem đó là những điều hết sức thiêng liêng với cuộc đời mình. Bi kịch thứ hai, đó là bi kịch sống thừa. Một con người như Hộ, một con người luôn có ý thức tự khẳng định mình bằng sự nghiệp văn chương trong cuộc đời, song lại đành bất lực khi đọc lại trang viết của mình, khi phải chua xót lên án chính bản thân: thôi thế là hết, ta đã hỏng đức rồi. Bi kịch tiếp theo, đó là bi kịch của một con người. Từ một người tôn trọng lẽ sống tình thương
cúi xuống trước nỗi đau của Từ. Nhận Từ làm vợ, cưu mang, người mẹ của Từ nay ốm mai đau. Nhận làm cha đứa con bị bỏ rơi, vậy mà cuối cùng lại chà đạp lên lẽ sống ấy, lại hành hạ những người mà bản thân mình từng tình nguyện chở che, cưu mang, yêu thương. Từ bi kịch vỡ mộng đến bi kịch sống thừa, rồi bi kịch của một con người, ngòi bút của Nam Cao đã khắc họa nên tấn bi kịch tinh thần ở nhân vật Hồ. Bi kịch tinh thần ở đây được hiểu là tình trạng con người có hoài bão, có lý tưởng, khát vọng, ước mơ cao đẹp, chân chính, song lại bị hoàn cảnh dồn đẩy, trói buộc, không tài nào thực hiện được những hoài bão lý tưởng chân chính ấy. Đau đớn nhất đó chính là nhân vật tự ý thức được tình trạng của bản thân mình, đó là cố tìm lối thoát song không thể nào tìm được, phải sống triền miên trong sự dằn vặt, dây dứt, chua xót, đau đớn về mặt tinh thần. Điều ấy được thể hiện khá sâu sắc qua lời tự kết án bản thân của Hộ, qua lời ru ai oán của Từ. Như vậy, với việc xây dựng hình tượng nhân vật Chí Phèo với bi kịch bị từ chối quyền làm người ở mảng đề tài người nông dân nghèo, rồi hình tượng nhân vật Hộ ở mảng đề tài người trí thức nghèo với tấn bi kịch tinh thần, có thể thấy giá trị hiện thực đã thể hiện khá rõ nét trên trang viết của nhà văn Nam Cao. Song cũng cần lưu ý điểm hạn chế ở trang viết Nam Cao giai đoạn này, đó là vẫn chưa tìm ra được lối thoát cho nhân vật của mình. Phải chăng chịu tác động từ bối cảnh lịch sử xã hội lúc bấy giờ? Những điều này sẽ được nhà văn giải quyết ở trang viết của mình trong các giai đoạn tiếp theo. Trang viết của Vũ Trọng Phụng. Vũ Trọng Phụng sinh trưởng trong một gia đình nghèo khó và sớm mồ côi cha từ bé. Lớn lên, bản thân nhà văn lại phải sớm lăn lưng vào cuộc đời, đổi bát mồ hôi lấy bát cơm. Ở độ tuổi người khác thông dong học tập, đùa nghịch, nhà văn lại phải chứng kiến, thấy rặt những cái giả dối, những cái bẩn thỉu, chỗ này bị che lấp bởi màu sắc huy hoàng, chỗ kia được bộc lộ một cách vô sỉ và bỉ ổi. Từ đó, trang viết của Vũ Trọng Phụng đầy những tố cáo căm hờn, được đan dệt bằng sự thật, toàn sự thật ghê tởm, sự thật kinh hoàng. Là đứa con trực tiếp của cuộc đời, tài nghệ của Vũ Trọng Phụng không làm bằng sự bắt chước mà được hình thành từ kinh nghiệm của bản thân và sự nỗ lực của cá nhân. Khi đáp lời báo ngày nay của Tự Lực Văn Đoàn, nhà văn Vũ Trọng Phụng có nói: "Các ông muốn tiểu thuyết cứ là tiểu thuyết, còn tôi và các nhà văn cùng chí hướng như tôi, muốn tiểu thuyết
phải là sự thật ở đời. Qua đó, người đọc phần nào thấy được quan điểm nghệ thuật của Vũ Trọng Phụng. Đó là văn học nghệ thuật cần phải phản ánh một cách chân thật về đời sống. Trang viết của Vũ Trọng Phụng, vẻ độc đáo, sức lôi cuốn được thể hiện qua các khía cạnh, chất liệu cuộc sống, cốt truyện, chủ đề tư tưởng, nhân vật. Hiện thực cuộc sống được tái hiện ở cả chiều rộng và chiều sâu. Vừa ngôn ngộn về chất liệu, sự kiện, vừa thể hiện một cái nhìn nhất quán và đầy bản lĩnh của nhà văn. Tiếp theo đó, có thể thấy, nghệ thuật trào phúng ở trang viết của Vũ Trọng Phụng bắt rễ từ thực tế cuộc sống và quá trình sáng tạo đặc sắc của tác giả. Sự việc càng được cường điệu, phóng đại trên trang viết bao nhiêu, thì hiện thực càng nổi rõ bấy nhiêu. Điểm mạnh nhất ở tiểu thuyết của Vũ Trọng Phụng đó chính là xây dựng nhân vật, sáng tạo nên những điển hình văn học xuất sắc. Có thể thấy hình tượng Xuân Tóc Đỏ ở tiểu thuyết Số Đỏ của nhà văn là một điển hình khá sinh động, có tính cách riêng biệt. Được hư cấu theo nghệ thuật phóng đại, song vẫn đảm bảo tính nhất quán triệt để trong hành động của nhân vật. Bên cạnh đó, nhà văn Vũ Trọng Phụng còn tỏ ra có biệt tài trong việc khái quát, tổng hợp, xử lý tư liệu để xây dựng nên bức tranh cuộc sống trên trang viết của mình. Về đoạn trích Hạnh Phúc của một tang gia. Giá trị hiện thực ở trang viết được khắc họa qua những khía cạnh như sau. Đầu tiên, đó là nghệ thuật xây dựng tình huống truyện khá độc đáo. Đọc lại đoạn trích, nhất là các chương trước đó, ta dễ dàng bắt gặp tình huống truyện độc đáo ở đây chính là cái chết của cụ tổ. Một cái chết mà có thể đem đến niềm vui, sự sung sướng, hạnh phúc cho tất cả mọi thành viên trong gia đình và cả những con người bên ngoài gia đình ấy. Điểm kế tiếp đó là bút pháp trào phúng sắc bén đến lạnh lùng của nhà văn. Bút pháp trào phúng ở đây được thể hiện qua việc phát hiện ra những thói hư, tật xấu, tô đậm, phóng đại, cường điệu hóa để bật lên tiếng cười trên trang viết. Đó là bản chất bất hiếu, đó là sự háo danh, rỡm đời, lố bịch, đó là bản chất cơ hội, chạy theo đồng tiền, bán rẻ cả tính người, đó là sự kệch cỡm, trơ tráo, vân vân. Điểm kế tiếp, nhà văn đã xây dựng trên đoạn trích của mình những bức chân dung biếm họa đặc sắc. Lần lượt các nhân vật từ cụ Cố Hồng đến ông bà Văn Minh, cậu Tú Tân, cô Tuyết, cô Hoàng Hôn, đến ông Phán Mộc Sừng, v.v. đều được bóc trần trên trang viết của Vũ Trọng Phụng. Những bức chân dung biếm họa đặc sắc ấy không cần miêu tả một cách chi tiết, chỉ cần một vài chi tiết hành động có thể bật lên được bản chất của nhân vật một cách sắc nét. Để từ những bức chân dung biếm họa đơn lẻ như cụ Cố Hồng, ông bà Văn Minh, cô Tuyết, cô Hoàng Hôn, cậu Tú Tân, v.v. đã hợp thành bức chân dung biếm họa về hiện thực xã hội lúc bấy giờ. Cần lưu ý về điệp khúc đám cứ đi, được lặp đi lặp lại trong đoạn trích Hạnh Phúc của một tang gia. Thoáng đọc qua, cứ ngỡ như sự trôi chảy hết sức êm nhẹ của dòng đời. Thế nhưng, đằng sau những câu văn nhẹ nhàng ấy
lại là một hiện thực chua xót, cười ra nước mắt về bản chất bất hiếu, về sự mờ nhạt của tình người, về sự ngự trị của đồng tiền khiến mọi giá trị đạo đức bị lung lay trên trang viết. Trên cơ sở đó, Vũ Trọng Phụng đã phơi bày trên trang viết của mình tất cả những bản chất hiện thực của xã hội lúc bấy giờ, góp phần tạo nên những trang văn đặc sắc cho dòng văn học hiện thực phê phán giai đoạn 1930-1945. Ở chuyên đề chuyện hiện thực phê phán giai đoạn 1930-1945 với các nhà văn Nam Cao, Vũ Trọng Phụng, qua các tác phẩm như truyện ngắn Chí Phèo, truyện ngắn Đời Thừa, rồi đoạn trích Hạnh Phúc của một tang gia, đã phần nào làm bật lên được giá trị hiện thực của văn học lúc bấy giờ. Chuyên đề về văn học hiện thực giai đoạn 1930-1945 xin được dừng lại tại đây. Thân mến chào quý vị và các bạn.